Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đến với Tuấn Fan TV. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đến tham quan một trong những cái chợ ngầm ở dưới lòng đất của khu vực Tokyo, và đó là khu vực chợ Ueno các bạn nhé. Đây là một trong những khu vực chợ, nếu các bạn đến tham quan và vui chơi ở tại khu vực Ueno này thì các bạn đừng bỏ qua cái khu vui chợ này, chợ ASEAN ở dưới khu vực chợ hầm, ở dưới khu vực cái đường lối đi của khu vực Ameyoko, ở trong khuôn viên của khu vực chợ Ueno các bạn nhé. Các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm xem là chợ hầm, chợ dưới ngầm này có cái gì nhá, mà bán những mặt hàng như thế nào. Ok, chúng ta xuống nhá. Đây rồi các bạn, chúng ta sẽ đi vào lối này. Vào lối này, các bạn nhìn xem. Bán những đồ hải sản thôi, hải sản được bày bán ở đây rất là nhiều. Đó. Rất nhiều thứ. Đây, cua biển này. Các bạn thấy cua. Các loại cua rất to. Đây là các loại thịt này, bán các từng sản như một. Người Trung Quốc thì họ mở cửa ở đây rất là nhiều, các loại sườn này các bạn. Rất là nhiều các bạn nhé, các loại thịt ngan ngỗng đầy đủ hết, mùi này, rồi các bạn có thể mua thịt lá, rất nhiều các loại sản phẩm liên quan những người Á Đông mình ăn, như mùi này, húng này, răm này, răm này các bạn này, 350 yên. Đó, những hàng này ở trong siêu thị Nhật Bản không bao giờ có luôn, không bao giờ có luôn các bạn nhé, không tìm được đâu các bạn. Sả cũng không bao giờ có luôn, sả này. Đấy. Hành khô này không có luôn. Đó. Bán rất là nhiều mặt hàng trong cái khu vực chợ dưới hầm này. Đây là mùi mà các bạn ăn dùng với lại phở thì rất là ngon, và nhiều món ăn khác rất là tuyệt vời. Đó, chợ hải sản. Phía dưới chợ hầm này thì cũng rất là nhiều đồ để mang này, rồi thì hành tây này, thì là ăn cùng với cá rất là ngon các bạn nhé. Đấy, nấu cá mà thì là thì rất là tuyệt vời đó, rất là thơm, đúng vào khẩu vị Việt Nam mình luôn. Các loại hương vị của Việt Nam mình thì đều có ở đây, và cả người Trung Quốc nữa, người Á Đông mình hoặc là người Đông Nam Á mình, họ thường sử dụng những cái mặt hàng như thế này thì ở đây là có hết các bạn nhé, ở đây có hết, không thiếu bất kể cái gì. Bạn thấy không, cái sản phẩm ở cái khu vực hầm này thì sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều những đồ khô, mì chính, mắm tôm, rồi thì là muối, bột canh các kiểu, dành cho những cái bạn mới sang Nhật Bản. Nếu như các bạn chưa được biết đến cái địa điểm này thì các bạn có thể lên đây các bạn xem nhé. Họ bán cá này. Ở Nhật Bản thì họ không ăn cá sông, ăn cá nước ngọt. Người Nhật Bản họ ít ăn cái loại này, cho nên là cá để mà mua ở trong siêu thị như gọi cá chép hoặc cá rô phi ấy, là hầu như không có. Đây các bạn này, đây họ bán hết luôn, ở đây họ bán luôn. Chép các loại cá biển đều có cả. Đây là tôm sú này. Đó. Đó, con tôm mà các bạn, tôm hùm này, tôm hùm rất to các bạn nhé, tôm hùm rất to luôn. Cua biển này, các bạn, tôm biển rất là ngon. Sú rơi nhỉ, rất là tuyệt vời. Đây các bạn nhìn thấy không, bán cả 33 nhé. Bán cả 33 luôn này, 33 rất to, rất to luôn. Tôm, cá biển trưng bày ở đây để họ bán. Đang đông họ làm có những cái tủ đá, họ
họ bày lên họ bán cho du khách. Cái chợ này thì nó ở dưới cho nên là cái không khí nó cũng không được trong lành như ở phía trên. Đây họ bán cả những cái thủ lợn các bạn nhé, họ bán cả những thủ lợn to luôn. Thủ lợn to thế, bán cả thủ lợn to đúng không này, về nhà làm kiểu gì. Giá bán có 2 sen yên thôi, 2 sen cái thủ to như đấy. Thịt bò, lắp bò các kiểu luôn các bạn nhé, không thiếu cái gì luôn cả. Rồi thì những cái đồ họ đã sắt sẵn rồi, làm cho phổi này, phổi phèo các kiểu. Ở đây có trong siêu thị Nhật Bản những cái phổi này là họ không bao giờ bày bán các bạn nhé, phổi lợn này không bao giờ bày bán, nhưng mà ở những khu chợ này thì họ bán hết cả. Rồi cúm họng các kiểu thì ở trong siêu thị Nhật thì rất ít. Đó, các bạn thấy không, cái tràng này, những cái tràng cũng vậy, rất ít bày bán. Gan này thì những cái siêu thị Habasa thì họ có bán, nhưng mà những siêu thị bình thường thì thông thường ấy ít bán lắm, rất ít. Và người dân Nhật Bản thì họ rất là ít ăn, cho nên là những khu vực chợ này dành cho những bạn mà du học sinh, những các bạn mà muốn đến đây để mua tẩm mua giá rẻ. Chợ này rất là rẻ các bạn ạ, giá rất là rẻ và rất là phải chăng để chúng ta có thể mua được một sản phẩm về làm quà hoặc là về các bạn sử dụng cho hàng ngày cuộc sống của các bạn đó. Cái chợ này thì nó không có nhiều rau, đây là chợ hầm gặp nhau các bạn nhé. Nó còn cả trung tâm thương mại phía trên nữa. Ở đây những con ba ba này, loài này thì không bao giờ các bạn nhìn thấy ở trong siêu thị Nhật Bản luôn, không bao giờ có luôn các bạn nhé. Ai mà muốn thích ăn ba ba om chuối đậu thì các bạn đến đây các bạn sẽ được ăn ba ba. Mua ở đây rất là bình thường thôi, không đắt lắm đâu. Đó, ba ba, cửa hàng này cũng có ba ba luôn các bạn nhìn này. Đấy, cho vào những cái túi sẵn đây rồi. Đó, rất là tuyệt vời các bạn. Rất là đẹp. Đây những cái sản phẩm liên quan đến đồ khô này. Tất cả từ Thái Lan, Việt Nam, Việt Nam rồi thì là Lào, Campuchia. Tất cả mọi thứ đều có ở đây hết. Chuối hột này các bạn này, chuối hột. Chuối hột. Chuối hột này. Đó. Rất là nhiều sản phẩm. Đó, cái chợ này dưới hầm cho nên là nó cũng ít thôi, nhỏ xinh xinh. Nhưng chúng ta sẽ có rất nhiều những cửa hàng để các bạn có thể mua, và đồ thực phẩm ở đây thì rất là phong phú, nhiều đồ mẫu mã. Đó, ở dưới hầm khi chúng ta đi lên thì là sẽ là một trung tâm thương mại khoảng 4 tầng, các bạn có thể đi lên trên phía trên để mua sắm. Chúng ta vừa tham quan khu vực chợ hầm, khu vực trung tâm thương mại, khu vực chợ Tokyo. Đây là một trong những cái khu vực chợ mà buôn bán những cái đồ thực phẩm của người châu Á hoặc là người Đông Nam Á của chúng ta, Việt Nam, Lào, Campuchia. Các bạn có thể đến đây để có thể mua và thưởng thức những sản phẩm ở đây. Các bạn thấy video này thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một chút được liên quan đến khu vực chợ này, cho các bạn có thể hình dung được là chợ Ueno nó có những cái gì, và đến đây tham quan thì chúng ta có thể thưởng thức được những cái gì, đồ ăn uống ra làm sao ở đây, thì các bạn có thể đến đây các bạn nhé. Và đây là một trong những thước phim nhỏ mình chia sẻ với các bạn về khu vực chợ Ueno để các bạn có thể hình dung và được nhìn thấy rằng là người dân địa phương, người dân Nhật Bản họ buôn bán ở trong khu vực chợ Ueno là như thế nào, giúp cho du khách có thể đến tham quan và tìm hiểu, thưởng thức những cái ẩm thực riêng ở khu vực chợ Ueno nhé các bạn nhé. Mình ra ngoài các bạn không? Hôm nay trời rất nắng và rất đẹp. Đây là một trong những thời tiết rất là thích hợp cho các bạn đi du lịch, tham quan khám phá Nhật Bản. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị khi đến với những thước phim video nhỏ ngắn ngủi của mình và rất nhiều các bạn YouTuber khác. Chúc các bạn thành công và may mắn có những trải nghiệm vui vẻ khi đến Nhật Bản các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một video tiếp theo. Các bạn đã thích video này hãy cho mình một like, một nút đăng ký và hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Bye bye.